Nghe các bạn thấy là chúng ta đang làm gì? 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 Ờ, hợp tác xã có nhiều giá rồi nè. Cũng như cái này là hoành nó phải lớn 28 thì giá nhiêu? 30 trăm cặp. Còn cái lớn hơn đó 35. Cái nhỏ này chắc đã tất mấy vậy? 10 ngàn. Có đem ra bán đâu chưa? Dạo này rồi này, cảm ơn em, chúc em mua may mắn nha. Hello, Thanh Vũ xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Thanh Vũ cũng rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Thì hiện tại thì Thanh Vũ có mặt trang tại chỗ tiếng cây cầu dược của Dĩ Thanh anh chị các bạn, đứng trên cái tuyến đường là quốc lộ 61C. Ngày hôm nay thì Thanh Vũ sẽ cập nhật về cái chợ Vĩ Thanh cho anh chị các bạn xem coi tình trạng bà con ở nơi đây. Người ta kinh doanh mua bán như thế nào, cũng như giá cả làm sao anh chị. Bởi vì ngày hôm nay đó là ngày 27 Tết rồi, 2024. Thì Thanh Vũ muốn chia sẻ cho anh chị các bạn xem thử cái tình trạng ngày hôm nay như thế nào anh chị các bạn. Ngày hôm nay thì trời rất là lạnh, sương rất là mù, cho nên tầm nhìn không có xa được. Thanh Vũ quay cho anh chị các bạn xem. Anh chị các bạn nhìn thấy tuyến lộ thì hơi mờ mờ, xe chạy tới chợ Vĩ Thanh này. Thì hôm nay Thanh Vũ sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về chợ dưa. Đây anh chị các bạn xem, rất là nhiều luôn. Ở trước cổng nhà lồng nè của chợ Vĩ Thanh nè anh chị. Thì hiện tại thì Thanh Vũ đứng ngay chân tại chỗ đường lộ, chân tại chỗ cái cầu này thì như cầu cái nhúc. À, cặp với cái kinh sáng Sano anh chị. Đây anh chị và các bạn xem, anh Vũ sẽ gum lại gần cho anh chị các bạn xem là chợ dưa. Đó, từ bên đây, từ bên phải nè, dài qua phía bên trái nè anh chị các bạn nhìn thấy quá trời nhiều, rất là nhiều người, người ta bán dưa, người ta trưng bày nè, quá dữ luôn, trời dưa luôn. Còn đối diện bên đây thì người ta có trưng bày bông chút đỉnh. Đó. Rồi bây giờ thì Thanh Vũ mời anh chị các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ nha, vào để mình xem cái chợ
tình trạng dưa năm nay và mua bán ra sao anh chị. Vào đây quá trời trời dưa. Anh chị các bạn nhìn thấy dưa trưng bày bên cạnh nó có gom nữa nè. Trái quá trời bự luôn. Cái này là mua về trưng là rất là tuyệt vời. Quá văng văng luôn à. Quá trời dưa. Ở đây bán được giống chị à, ở đây đi ha. Ở đây là cũng chung mối hả chị? Ở đây mình bán được chứ không? Đó, nói chung là ok. À, cũng ok. Mình là hôm nay mình về đây bán mấy bữa rồi? Mới qua. Hồi qua tới giờ. Ở đây mình bán là mình có thể dạ. Có thể cho mình hỏi cập nhật số giá được không? Cặp bự nhất luôn mà bán 450 như cặp này. Cặp này là hoành bao nhiêu? Dạ. Em muốn gà nó ngoài chặt trái nó khoảng mười mấy ký. Ồ, trái mười mấy ký là cặp này là nhiêu ạ? 450. 450. Wow, dạ. Cái dưa này dưa gì mà thấy phong đẹp chứ chị? Dưa ăn tim ngày xưa đó. Dưa ăn tim. Dạ. Dạ, ồ, dưa ăn tim. Ồ, đẹp quá trời đẹp ta. Tại vì ti nó nhìn thấy vậy mà nó nặng lắm. Ồ, mười mấy ký. Nó dễ dễ luôn. Đó nặng quay mình dễ trái là mặt luôn anh chứ. Ồ, để làm lại mình quay dưa dưa cần kiếp mà mắt là mặt. Dưa này kêu bằng dưa gì mà mình làm mặt? Dưa luôn, găng nó luôn hả? Dạ, ờ, cho nhỏ. Nó luôn. Quá trời, cái này ở trong nhà mình làm vườn luôn hay gì hay là mình bán lại? Đi mà mới quen á. Đúng. Nào mình cũng lấy quy hoài. Ờ, mình mới quen cái mình lấy đem về bán lại. Dạ. Trồng ở đây khó lắm ơi, tại vì đất mình giờ khó trồng. Mình ở đây là còn nhỏ nhất là một cặp nhiêu ạ? Nhỏ nhất một cặp 150. 150. Dạ, à. Nhất thì 450, kế thì 350 rồi. Vậy nữa thì 250, còn nhỏ nhất là 150. Dạ, dạ. Nói chung cũng bằng giá năm rồi à, năm rồi em cũng bán rồi. Dưa cũng bằng giá luôn đó. Cũng bằng giá cũng như năm rồi ha. Dạ. Mỗi năm mình đều về đến đây mình bán. Dạ, được 5 năm rồi. Ờ, 5 năm mình bán ở đây. Còn cái thời hồi lúc trước thời cha em còn trẻ thì mình trồng nhà không à. Giờ cha 7 mấy tuổi thì già rồi. Trai biết cách trồng nhưng mình không biết trồng được. À, cũng là yêu yêu nghĩ dạ, yêu quý nghề dưa. Cái nghề này hồi lúc em mới có 10 tuổi thì lắm, giờ em 40 mấy rồi. À. Em chỉ trồng anh dưa tin thôi nha. Yêu cái nghề dưa dạ. Cho nên nói gì không trồng được mình cũng vẫn mua. Đúng dưa giờ để bán lại. Dạ. Rồi em cảm ơn chị dạ, chúc chị bán ra khác nha. Dạ, em cảm ơn nhiều. Rồi thôi đi tiếp đây để dạ, cập nhật dạ. Cái. Bên đây dưa này quá trời dưa luôn. Còn phía bên trong thì dưa gì đây? Cho hỏi dưa này dưa gì vậy? Dưa ruột vàng. Ồ quá trời. Dưa này bán sao chị? Ký 15 ngàn tính tới ha. Dưa ruột vàng, trái quá bự luôn nè chị. Rồi đi tiếp. Tiếp mời quý cô chú chị mình đi tiếp theo nha. Ở đây quá trời dưa luôn à. Wow, quá trời luôn. Ở đây người ta trưng bày phía trước luôn nè. Alo trời em trai dạ, mình đây mình bán được không em? Dạ cũng lai gai anh ơi. Cũng lai gai hả? Dạ. Ờ mình về đây mấy bữa rồi? Dạ em về hồi chiều qua. Hồi chiều qua. Hồi chắc ở đây thì mọi người chắc về hồi chiều qua không quá? Dạ. Ờ ở đây mình bán tới chừng nào mình ngưng? Dạ mình bán từ bây giờ bán hết sớm thì về sớm à. Ờ hết sớm về sớm. Dạ. À, em có thể cho anh hỏi là cập nhật giá được không? Dạ. Ở đây thì mình nếu mình giá loại lớn nhất. Dạ lớn nhất bây giờ hiện tại là tầm khoảng 300 đến 350 ạ. 300 350. Ờ hoành nó cỡ bao nhiêu rồi em? Em cỡ 8 tấc đổ lên á. 8 tấc trở lên. Dạ. Ờ 300 đến 350. Dạ. Ờ anh cảm ơn em. Dạ, dạ. Chúc em bán đắt nha. Dạ dạ. Cập nhật dài phía bên trong coi. Alo, chào anh. Ở đây mình bán được chứ không? Là gai ở đây. Cũng là gai. Ở đây cũng chung hả? Chung chung chủ. Ờ vậy em tiếp tục dài qua đây. Đây chắc là dưa vườn hả chị không ạ? À? Wow. Đây. Em chào chị. Có gì đâu. Ờ ở đây bán chưa được hả chị? Chưa, mới đem ra thắt. Ờ,
Vậy là mình cái này dưa vườn mình ở trong nhà vườn mình đem ra. Mình cái giống này dưa này dưa gì, giống dưa gì vậy chị? Sọc đen anh. Dạ. Sọc đen á, sọc đen. Sọc đen. Wow. Chị dọn ra đây hồi nào? Dọn qua đấu chứ mà bán được gì đâu. Ở đây mình bán ký nhiêu? Em bán trái. Trái hả? Dạ. Trái cứ coi coi cái giá là sao, rồi dừa thì mình cứ bán. Đúng rồi. Dạ. Đem 6 5 6 ngàn, 7 ngàn, còn tốt thì 10 ngàn mà đâu có 10 ngàn đâu. 10 ngàn trái hả? 10 ngàn ký. Ký ha. Dạ. Trái mình bán rồi. Em cảm ơn chị, chúc chị bán rất đắt hàng nha. Hết đống dưa này luôn rồi, ngày mai hết đống dưa này. Đâu bên đây nữa nè. Ôi dưa này nhìn thấy màu sắc rực rỡ là đẹp nè anh chị. Đó. Đây chào chị bán bưởi. Wow, ở đây mình bán được chứ không? Có lai gai ha. Có thể hỏi cho cập nhật giá được không? Có thể hỏi cập nhật giá được không? Được hen. Ở đây mà một cái cặp bự nhất ở đây là bao nhiêu vậy? Giá nhiêu vậy? Bán ký hả? Cứ 1 ký cần tính tới. Mà trái đẹp đẹp hơn với trái hơi xấu xấu hơn giá cũng vậy hả? Giá đó cũng như 40 vậy đó. 40 ký cứ. Cứ 1 ký nhiều là tính nhiều. Rồi rồi, cảm ơn chị. Mình dọn ra chắc hồi nào? Dọn ra 24 tới giờ. Bán được lai gai. Năm nay bán không được bằng năm rồi hả? Cái này là của nhà hay là mình mua? Thôi mua của vườn bán lại. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Rồi mời chú cô chú chị mình tiếp theo. Cái này cũng của chị hết gì? Cái này dưa, này dưa gì? Dưa bằng kim, màu đẹp quá. Quá đẹp luôn rồi chị. Cái này bán sao chị? Em bán ký anh, ký 25.000 tính tới. Dưa này chưng thấy đẹp nè. Wow, dài qua đây. Còn dưa vàng vàng bên đây cũng bằng kim hả gì? Mà sao mà trái lớn? Dưa hồng ngọc. Wow, đây quá trời đẹp. Cái này giá cũng vậy, ký nhiêu? Dạ bán cầm anh, cầm 200, 250, 300. Wow, tính tới vậy thôi. Tùy theo giá anh chị ơi. Giá của mình như mình chọn lựa những cái trái nào á mà thấy vừa ý thì mình cứ mua. Bên cạnh đó thì cô chủ xem ra giá, nếu mình mua được mua. Wow, rồi cảm ơn. Rồi, tiếp theo anh chị các bạn ạ. Wow, bên đây đống dừa nữa nè. Thì hôm nay thì Thanh Vũ buổi sáng hôm nay thì Thanh Vũ sẽ cập nhật chợ dưa cho quý cô chú anh chị các bạn xem. Ở đây thì chủ người ta ngủ. Chắc lẽ đem ra bia ở đây này. Wow, mình mới dọn ra hả? Ông của em phải đưa tôi lên đẩy nha. Đưa lên YouTube. Đặt dán cho Hữu Giang. Hữu Giang hả? Rồi sao giờ bữa nay dọn trễ hả? Rồi chúc mua bán đắt nha. Thôi anh đi tiếp à. Wow, qua bên đây tiếp tục cập nhật dưa nữa nè anh chị ạ. Mình bán dưa hả? Có đây bán được chứ chị? Lấy gai thôi. Mình dọn ra hồi nào vậy? Ba bữa rồi. Trời, nhiều dưa. Cái này dưa giống dưa này, dưa hoàng kim hay là dưa gì? Dưa lê nhìn thấy màu đẹp quá. Cái này mình trồng nhà hay là mình căng đi bán lại chị? Trồng nhà. Có thể cho cập nhật giá được không? Hậu giá được hả? Cái này 40.000 ký, chọn lựa trái nào cũng được, cân ký là 40.000. Còn phía bên trong đây chị? 15.000 một ký. Còn bên đây 20. Rồi cảm ơn chị nha, chúc bán đắt như vậy. Wow.
tiếp tục qua bên đây ha, cô chú chú anh chị các bạn ơi. Đại dưa. Wow, dưa, dưa này đẹp quá. Ở đây bán được giống chú? Chị. Ồ, cũng đã đỡ ha. Cái này dưa dưa nhà là mình cân đi bán lại. Dưa nhà. Nhìn thấy trái quá đẹp. Có thể cho hỏi giá được chị? Ồ, ở đây mình bán là sao? Này là dưa không hạt 20 ngàn. Ờ, cái này là dưa không hạt ký 20 ngàn, cứ tính tới lựa đó. Mà ăn ngon. Ừ. Cái đó là có mẫu của nó đó ha. Để quay lại gần đây. Đó, anh cũng có mẫu chú Tình Châu dưa không hạt đó, anh cho quý cô chú các bạn. Ở đây là dưa của anh làm trong nhà. Mình có thể đến đây mình xem xét là giá cả phải thì mình có thể mua ủng hộ cho anh. Chú ký 20 ngàn cũng tới. Rồi chúc anh chị bán ở đất nha. Wow, và bên đây bắt đầu bưởi. Rồi, đây là người chủ bán bưởi đi à. Cho nên không cập nhật giá được anh chị ạ. Giờ mình qua tiếp qua bên đây dưa nữa. Wow, ở đây là chợ dưa thiệt mà quá trời dưa luôn. Mình có thể đến đây mình mua để mình về mình trưng trong ngày mấy ngày Tết. Chào chị. Ở đây mình bán được chứ chị? Bán cũng được bên đây. Ờ, cũng được. Bên đây là quầy của chị. Bên đây lô không? Mình ở đây mình bán giá là sao chị? Cái dưa chân đó là 12 ngàn ký đó. Bên đây cục vàng cũng 12 luôn. Dạ, cục vàng cũng 12, dưa bên kia cũng 12. Cứ cân à, trái nào cũng cân là. Cái này là của nhà luôn. Của nhà. Dạ. Mình dọn ra đây hồi nào chị? À, ra bữa 25. 25. Dạ, chiều 25 tới giờ. Chắc rồi lên xe đi ra luôn. Dạ. Mình cũng ở gần đây hả hay là ở trong kinh xá hậu này phường 3 nè. Dạ, trong sườn phường 3 mình ra đây bán, mình dùng chồng ra đây bán luôn. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Ờ. Bên đây là chủ khác quá. Dưa này dưa chưng quá, nó trái quá bự. Anh chị các bạn nhìn đây, trái quá bự luôn anh chị, trái này tròn, đó. Quá dữ luôn, cứ bên trong, văng văng luôn, ở đây dưa dữ chà dưa, chủ thì đi, tiếp tục chạy qua đây đang dưa chân đây anh chị, đó, giờ ta bán luôn kể cả những cái đế để mà chân dưa luôn, quá dữ luôn. Ta bán đế luôn để chị dưa. Còn đây chắc dưa dạt người ta vô bọc. Wow, chú quay này nha, đẹp ha. Ồ, cái này mình dán hả? Dạ. Ừ, đẹp ha. Rồi mình dán chữ gì? Dạ. Giải sự như ý phát tài phát lộc chứ mà. Ờ, giải sự như ý phát tài phát lộc. Dạ. Mình bán cặp này nhiêu? Dạ, cặp này bán 350. 350. Dạ. Kể cả đế luôn, hay đế riêng? Dạ, đế là riêng. Đế thì cặp nhiêu? Dạ, đế thì cặp 30 chứ mà. 30 mình tính tới thôi. Dạ. Quá đẹp. Cái này cũng chưa dán xong. Ừ, chưa dán xong. Hoành này chắc cũng... trời. Một cái mét quá. Để chị sẽ xong ha. Cái này mình mua, mua về cái mình dán lên ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đơn giản là đẹp.
chưa xong hả? Dưa này dưa nhà gì? Dưa nhà trồng chú. Dưa nhà trồng đó mình đem ra bán. Bên cạnh đó mình trang trí luôn, tự trang trí luôn. Mình đến đây bán lâu chưa? Dọn ra. Dạ, ba bữa này. Dạ, bữa 23. 23. Bây giờ. Phát tài phát lộc, còn bên phụng thì dạng sự như ý đó. Cái này là một cặp, là cặp này là như nãy nói như 300 hả? Dạ, 350 cặp 350 cô chú thì các bạn ơi. Đế thì riêng nha, đế cũng cặp 30. Wow, chị các bạn ơi, bên đây dưa còn dữ nữa nè, quá trời đóng dưa luôn. Bán dừa luôn, dừa còn non nè, dừa bán luôn. Dừa này chặt tại giống nhỏ anh chị, dừa này phải giống nhỏ. Wow, bên này quá dữ, dừa quá dữ được dừa này luôn. Chăng chăng dừa. Em chào chị. Ở đây mình bán được giống chị. Lai gai. Mình dọn ra nào vậy? Ồ, dọn 25, tới giờ bữa nay là 27 rồi, 27 Tết rồi. Ở đây mình bán sao chị, cho em cập nhật giá ơi. À, mình bán ký hay gì? Ờ, cứ ký nhiều đó là tính tới. Tất cả các loại dưa đều giá như nhau. Ồ, cái này là 10.000, còn bên kia là 12.000. Còn dưa Hoàng Kim hay dưa gì bên kia là Hồng Cúc. Ồ, dưa Hồng Cúc tên đẹp ha. Giá cũng vậy luôn. Bán cặp. Dạ dạ. Tùy theo cặp, cứ chọn lựa cặp nào đó thì tùy theo định giá. Rồi, em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Wow. Bên đây thì trưng bày bưởi luôn. Bữa bữa nhà gì em trai? Dạ, bữa nhà. Không, bữa bữa nhà. Dạ. Ở đây mình bán được chứ không? Dạ, em cũng mới lấy ra. Ờ, mới lấy ra thôi. Rồi anh cảm ơn em nha, chúc em bán đắt nha. Wow, qua đây. Cập nhật bên đây coi. Alo, chào anh. Ở đây bán được chứ không? À, bán được, bán đắt bán, nha. Bán đắt lắm nha. Ừ. Ồ, mình bán cái này là mấy cái đế để mà ta chưng dưa. Đúng rồi. Ồ, và một số bao lì xì luôn. Đây, có bao lì xì đây. Em bán giùm cho bà chủ, em bà chủ ngồi đó. Ồ, bà chủ bên kia hả? Rồi, cảm ơn em nha, chú em bán đắt nha. Tiếp tục qua bên đây anh chị ơi. Ở đây bán được chứ chị hay là được. Ở đây là dưa này trồng trong dưa hấu thì ghét hợp xã lại là dưa bán không bao nhiêu ngoài chợ đâu mà không gì hết. Cái này là dưa nhà hay là mình bán lại dưa nhà? Trồng trong dưa hấu thì ghét hợp xã Hậu Giang trong đó. Ờ, ghép trong của thị xã của hợp tác xã dưa hấu thì ghép ở Hậu Giang vậy đó hả? Hợp tác xã dưa hấu cho hợp tác xã cho nên rất là an toàn. Ăn này là an toàn luôn. Mình bán này sao em? Một ký nhiêu? Không làm được
Ờ, dưa ông hạt 12 ngàn. Ở đây chồng ở dưới là mấy anh quay phim lại truyền hình rồi đó, là quay tóc. À, mình địa chỉ ở đâu mình bán? Em ở ấp 1 Vĩnh Tây. Ấp 1 ở Vĩnh Tây. Vĩnh Tây bên đây. Còn cái này là ký nhiêu? Cái này em bán cho chị 12. 12 luôn. Cái lựa trái nào lựa, còn mà cân ký tính tới. Cô mua dưa dạng Tết hả? Ăn không phải à, chưa Tết luôn. Bán mở hàng luôn. Ba trái mà nó 7 kg đó. Ồ, quá luôn. Mua nè, mua ăn chứ, mua chân chứ, bán dạ. Mở hàng như vậy á, em chưa có mở hàng chứ. Mày ăn thôi, còn chân rồi phải trái khác. Ba bán 2 ký 15, quá đủ rồi. Đủ loại chứ. Quá lớn chứ, không phải là như vậy, dưa chất lượng hay không chất lượng nó vậy. Chứ không phải mà nói mà kẻ, mà ta bán kẻ đâu. Vì mua làm chứ người bán không bao giờ làm. Mua mình phải làm rồi, bán rồi gì không làm. Ta biết bên trong như, như thế nào ta mới định là không bán cao. Cái gì lại làm kia chị nói là làm đó nghĩa. Chỉ có sử dụng là mới hiểu. Chị khéo sợ cái nào sẽ lấy một lần. Cái này hả? Rồi cảm ơn cô. Chúc cô năm mới vạn sự như ý. Đại phát tài. Dạ cảm ơn cô. Rồi chúc em bán đắt hàng nha. Rồi ta tiếp tục cuộc hành trình. Wow, bên đây tiếp tục dưa nữa. Alo chào chị, ở đây mình bán được lắm phải không? Quá được luôn phải không? Sáng giờ bán được mấy triệu rồi? 5 triệu chưa? Ồ đây, đây cái quá này. Cái nò đẹp ha. Ồ cái này dưa mình trồng nhà hả chị? Ừ. Rồi chúc chị bán đắt nha. Bên đây còn giữ nữa nè, quả dưa luôn. Ở đây người ta giờ đậy lại nè anh chị các bạn, ở đây người ta đủ lại rồi. Để mà chắc là lẽ là bán xong rồi tiếp tục người ta ra lấy nữa quá. Chai. Ở đây mình bán được lắm phải không em? Dưa này. Mới để cho cô đồng á. À, bữa ra trưng. Trái nè. Này mua về chân. Cái này cũng nhà của nhà luôn, đây qua bán. Rồi. Rồi chúc em mua may bán đắt nha. Đi tiếp. Chị trong xe riêng hả? Rồi mình tiếp tục qua bên đây anh chị các bạn. Tiếp tục một hành trình. Phía bên trong nhà lồng đó là ta cũng rất là nhộn nhịp rồi, đó là nhà lồng tập quá, dài dài bán quần áo rồi đó anh chị. Còn bên đây là cũng nhà lồng, ta bán rau củ quả và gạo. À,
anh Vũ thì không cập nhật vào bên trong đó, anh Vũ chỉ quay cập nhật chợ dưa thôi. Alo, chào em gái, ở đây mình bán được chứ không em? Mình bán cái này là đế chân dưa. Đế chân dưa mình bán sao vậy, có thể anh cập nhật giá được không? Nó nhiều giá lắm. Nhiều giá lắm hả? Cũng như cái này là hoành nó bay lớn. 28. 28 là giá nhiêu? 30 cho cặp. Còn còn cái lớn hơn đó. Cái lớn hơn là 35. Cái nhỏ này chắc cỡ tất mấy vậy? 10.000 cặp. Ở đây mình đã bán lâu chưa? Anh dọn dạ, bán lâu. Bán lâu. Rồi anh cảm ơn em nha, chúc em mua may bán đắt nha. Dịch chuyển dưa hả? Dạ. Rồi đây đây, quảng cáo dưa đây. TikTok luôn. Bán hết ra rồi bắt đầu mình tiếp tục dẫn chuyển dưa ra thêm phải không? Dạ. Quả. Dưa có việt gáp luôn đó, có bán luôn kìa. Và dưa có việt gáp luôn. Việt gáp Hậu Giang. Hậu Giang này, Giang này chỉ có một cái. Trong nhà luôn. Nhà luôn. Ở đây mình dọn mấy bữa rồi? Em mới dọn sáng giờ anh. Mới dọn sáng giờ ha. Chúng ta bán xong rồi đâu tiếp tục dọn ra nữa. Mới xuống vừa có kiểm hết rồi dạ. Dạ. Chút xíu sau khi xong rồi trang điểm lại chút xíu cho đẹp hơn phải không? Giống dưa dưa gì à, anh? Không hạt mặt trời mới. Không hạt mặt trời mới. Còn bên đây cũng vậy luôn. Bên đây là giống cục vàng. Trong nghề không ăn thấy rồi kìa, chụp thấy chụp ra. Đúng rồi, gái Hậu Giang giỏi thiệt. Ủa, mình không dục luôn hai bên đó anh. Dục luôn hai bên đó, dục bên đây trái, dục bên đây trái, người bên đây đứng khỏi công ôm tới ôm lui. Để hết cái xe dừa ha. Dục nó nào. Vô đây mà không dục được mà thì cháy chết luôn á. Bởi vậy. Cái này có báo nào gì hay là anh quay cái vui YouTube. Rồi mình để gom chi cho nó tùm lum vậy? Gom để cho nó mà được cái chạy dừa anh. Đúng rồi, cho nó im cái dừa hơn ha. Dạ, chạy. Để qua bên đây quay cái cháy xẻ gà chừng để mà trưng bày. Ở đây cảnh đây đẹp nè. Rồi đang quảng cáo đây. Cái này mình xẻ ra cho người ta xem đây. Đang trưng bày cho mọi người thấy phía bên trong như thế nào phải không? Cái này là trưng bày, đây là bên đây, giống bên đây. Còn này là phía bên đây. Mặt trời không hạt. Mặt trời không hạt nè. Quá đẹp luôn nè. Không có thấy hạt nào, ủa thấy một vài hạt. Mà hạt này không có hạt lép không? Là chỉ đây anh, là hạt trắng á. Thôi. Rồi chúc hai em bán đắt nha. Dạ. Không
Rồi chúc anh luôn vui vẻ khỏe mạnh nha. Hả? Ừ nè, chúc anh luôn vui vẻ khỏe mạnh nè, chạy càng ngày càng đắt hơn nè. Ừ. Xe ba gác, nếu mà trường hợp anh nói anh có thể giới thiệu liên lạc qua số điện thoại luôn. Sao quá. Vậy đó hả? Rồi rồi. Ủa vậy anh ở đâu lận? Tôi cũng ở đây. Ờ. Chú ở đâu? Tôi cũng ở đây. Tôi ở Hậu Giang. Rồi cảm ơn anh, đi tiếp. Tiếp tục cuộc hành trình. Bên đây là dưa. Đây là dưa, dưa gì? Dưa dưa vàng hả chị? Đây bán được chứ không chị gái? Trên đường đi. Đây bán được chứ nghe? Dạ bán cũng tay gai ạ. Tay gai. Dưa này là mình lấy trong vườn ra hả chị? Dạ dưa này tự trồng. À, dạ, trồng rồi tự tự mình trồng luôn. Mình chọn ra đây bao lâu rồi? Dạ hôm 25. Hôm 25 tới giờ. Có thể cho hỏi giá được không? Dạ. Có thể cho hỏi cập nhật giá được không? Thì giá cũng tầm 200-300. 200-300. Tùy theo giá nhỏ lớn gì đó. À, cũng như người ta cứ coi định cái giá lựa cặp nào ở đây mình định giá ở đây mình quyết định định giá. Rồi anh cảm ơn em, chúc em mua mai bán đắt nha. Cảm ơn. Mình lâu này qua bên kia luôn, bên kia là riêng hả? Dạ, đó tới đó còn bên kia là chỗ khác. Rồi rồi. Wow, chào em trai. Wow. Ở đây mình bán được chứ không? Không, để nha. Ở đây bán được chứ không trai? Rồi, để không trai là tiếp tục hành trình thôi. Kia thì người ta sẽ bán nồi nhiều, nồi chảo gì đó thùng cơm mới anh chị. Và đó là chợ hoa. Cuộc hành trình ở bên đây thì bán dưa. Chị đang nói chuyện qua điện thoại. Wow, chào em. Ở đây mình bán được chứ em trai? Đảo anh ơi bán được. Ủa, bán được ha. Cái này là của nhà hả? Dạ. Anh được, anh đang bán. Có thể cho hỏi giá được không? Ở đây mình bán sao? Giá cả sao chị? Dạ, ký lớn. Bữa lớn thì mình bán được 40.000. 40.000 dạ, ký. Ờ, 35 đến 40.000. Ờ, bưởi chưng ha. Dạ. Cái này là bưởi chưng không? Bưởi 35 đến 40.000. Đẹp đẹp thì 40.000. Bưởi đẹp đó là 40.000. Gọi nó qua chở. Mình dọn ra đây hồi nào? Dạ, dọn ra hồi bữa 22 tới giờ. Dạ. Đấy. Gọi nó qua nó chở chị chỉ thùng đó đó nha. Ừ. Đó, chị đang chuẩn bị một số trang điểm lại để mà cho những cái bưởi đẹp hơn. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ, cảm ơn. Ờ. Tiếp tục bên đây hầu như là mình thấy ít người ở bán hơn lại chị các bạn ơi. Wow, đây là cái này là dưa chưng, cái quá bự luôn. Chờ luôn ta. Wow.
Quá. Tiếp tục qua đây anh chị. Nó bắn được chứ anh? Bên đây mình bắn vừa chân không? Đây mẫu đây luôn, nhĩ luôn, bút lọc luôn. Mình ở đây bán thì sao anh? Ký hả? Hay là cặp? Đúng cặp là mấy trăm tính tới vậy? Có cặp việt giá được không? 300. Lớn nhất là 300 hả? Ờ. Nhỏ nhỏ hơn là 250, 300 cặp. Không có đế. Đế mua kia hả? Cứ lựa được cặp nào thì lựa. Wow, ở đây cái này là một hoành bao nhiêu anh? Cái hoành này 6 tấc, 8 tấc. Rồi từ 6 tấc đến 8 tấc. 300. Rồi em cảm ơn anh nha, chúc anh bán đắt nha. Rồi quý cô chú anh chị nào mà mình mới mua thì mình cứ ra đây để trao tay cho anh là 300 ngàn trên cặp, là loại lớn nhất từ 6 tấc đến 8 tấc. Mình dài qua đây chút xíu nữa coi, chút xíu nữa. Chào cô, bán được lắm phải không cô? Đắt lắm à. Ờ, đắt lắm ha. À. Mình mới đem ra quá. Đúng rồi. Dạ dạ. Bán bữa mới bán bữa nay à. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Chúc cô bán đắt nha. Rồi mình tiếp tục về qua đây anh chị ơi. Đây tiếp tục. Gửi. Chào anh, ở đây bán được lắm không? Ồ, sao quay kìa, bán hàng. Sao quay, tôi đang quay luôn. Mắc dữ, mới 30 đây. Rồi chúc anh bán đắt nha. Đây đây tiếp tục. Đây dưa nữa. Bên đây thì người ta trưng bày xem rất là nhiều dưa nhưng mà không thấy người bán. Chắc có lẽ là bên kia không. Đi dài dài tiếp tục tới coi người ta đang mua ở phía trước kìa. Nhà chắc để đây bọn mình cầm ở nhà, để gì đây đâu. Đây người ta đang mua. Đang cắt giá anh chị. Coi đưa giá là bao nhiêu nhiều á. Bán về người mua. Có thể đi phía trước luôn, người ta đang bán lưu bu cho nên mình Thanh Vũ không cập nhật giá được cho quý cô chú anh chị các bạn biết được á. Ở đây trang tại chỗ gốc nè anh chị. Chào, ở đây mình bán được chứ anh chị? Anh chị rất là ngại á. Thôi đây giờ mình đi tiếp về bên đây coi. Bên đây đó. Chúng ta quá nhiều. Vẫn dưa này, dưa kim nó có chữ sẵn luôn, cái này là chữ tự viết. Wow, dần ở đây, vẫn dưa cũng hải hùng luôn, cũng đang dần nãy là mới dần những dưa vô. Wow, chào chị ở đây bán được lắm phải không? Thấy hết luôn rồi. mới gà hả? Không mới dọn ra. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Và mình tiếp tục qua bên đây quay cái anh bên đây một cái. Tục quay qua anh bán bưởi này coi. Đây mình bán được chứ không anh trai? Là gai. Ồ cặp bưởi quá đẹp nè. Ở
đây mình bán sao vậy em? Ký cứ ký là nhiêu? Ký 40, 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
Còn không đẹp không thì 35 phải không? Không, nhỏ bự. Ờ thì nó nhỏ bự hả? Rồi rồi, em cảm ơn em. Rồi chúc em bán đắt nha. Dạ tiếp tục lên đây vô nữa rồi. Quay xong cũng như là đã cập nhật cái chợ dưa ở tại Vị Thanh trong ngày là 27 Tết cho quý cô chú anh chị các bạn xem đó, giá cả ra sao cũng như tình trạng bà con mua bán như thế nào, các bạn biết được cũng như giá cả và tình hình sức mua và sức bán ở nơi chợ của mình. Và Thanh Vũ cũng cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem hết cái video này. Và Thanh Vũ cũng chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, đại phát tài. Giờ thì xin tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.